Nghệ sĩ Bình Tinh tổ chức lễ tưởng niệm cho nghệ sĩ Bạch Mai và những người thân vừa qua đời. Thời gian vừa qua, gia đình cải lương Quỳnh Long liên tục gặp biến cố. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, nhiều người trong gia tộc Quỳnh Long đã vĩnh viễn ra đi. Vì vậy, sáng ngày 12 tháng 10, tức là ngày 7 tháng 9 âm lịch, nghệ sĩ Bình Tinh đã tổ chức lễ trai đàn chẳng tế cầu siêu 49 ngày cho mẹ là nghệ sĩ Bạch Mai và các dì, các cậu, nghệ sĩ Kim Phượng, nghệ sĩ Thanh Châu, nghệ sĩ Thanh Linh và nhạc sĩ Thanh Dũng. Lễ trai đàn cầu siêu này cũng được xem như là lễ tưởng niệm chính thức cho soạn giả nghệ sĩ Bạch Mai và các nghệ sĩ quá cố trong đoàn Quỳnh Long. Trước đó, nghệ sĩ Bình Tinh đã thông báo trên trang cá nhân: "Con, Bình Tinh, xin được thay mặt toàn thể đại gia đình Quỳnh Long có đôi lời thông tri đến toàn thể quý vị. Kính bạch trên sư phụ viện chủ chùa Giác Hoằng chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức cùng toàn thể ông bà cô chú bác, anh chị em đồng nghiệp và quý vị khán thính giả hâm mộ bộ môn nghệ thuật cải lương. Nay chúng con lập đàn tràng báo hiếu ân sanh và cũng để đáp lại lòng yêu mến của quý thính giả trong suốt thời gian qua đã yêu thương ba mẹ và gia đình Quỳnh Long của con. Chúng con xin được thông báo đến quý vị lễ trai đàn chẳng tới cầu siêu chung thất 49 ngày của mẹ con, nghệ sĩ soạn giả Bạch Mai, các dì, các cậu được tổ chức tại chùa Giác Hoằng nhằm ngày 12 tháng 10 năm 2021, tức ngày 7 tháng 9 âm lịch. Gia đình chúng con kính thông tri đến toàn thể quý anh chị em nghệ sĩ và khán giả gần xa vì lòng thương tưởng mà về chùa Giác Hoằng thắp nén hương tưởng niệm", Bình Tinh viết trên trang cá nhân. Sáng nay, đông đảo nghệ sĩ và khán giả đã đến viếng thắp hương tưởng niệm nghệ sĩ Bạch Mai và các nghệ sĩ của đoàn Quỳnh Long đã qua đời. Nhà báo Song Minh chia sẻ trên trang Facebook: "Nhìn vóc dáng nhỏ bé, gầy gò của Bình Tinh sau bao biến cố gia đình trong thời gian qua, tôi không cầm được nước mắt. Hôm nay, Bình Tinh cố gắng mạnh mẽ để lo chu toàn lễ trai đàn chẳng tới cầu siêu chung thất 49 ngày của mẹ, nghệ sĩ Bạch Mai và dì, cậu của Bình Tinh là nghệ sĩ Kim Phượng, nghệ sĩ Thanh Châu, nghệ sĩ Thanh Linh, nhạc sĩ Thanh Dũng được tổ chức tại chùa Giác Hoằng, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng tôi biết, sâu thẳm trong trái tim em là một nỗi đau rất lớn mà không có gì có thể bù đắp được. Tôi muốn ôm Bình Tinh thật chặt, chia sẻ với em tất cả mọi nỗi niềm. Tôi tin chắc một điều, mẹ Bạch Mai và dì cậu của Bình Tinh đang rất hãnh diện tự hào về Bình Tinh. Mọi người đang mỉm cười nơi chính suối vì cảm nhận tấm lòng hiếu thảo của Bình Tinh và đại gia đình Quỳnh Long. Và khán giả nhất định sẽ mãi mãi yêu mến Bình Tinh, một diễn viên giỏi nghề hát, giỏi kinh doanh, hiếu thảo như thế thì hỏi làm sao khán giả không thương hoài hoài cho được. Quỳ trước bàn thờ của mẹ, các cậu và dì, nghệ sĩ Bình Tinh ngậm ngùi: con sẽ cố không đau khổ buồn khóc nữa mẹ ơi, vãng sanh tịnh độ nhé mẹ. Hứa với con, vì con làm tất cả chỉ cầu nguyện một điều duy nhất này thôi. Mẹ đừng lo cho con muốn con phải vượt qua và vươn lên ý chí mạnh mẽ. Vì nỗi đau đớn tận cùng trong kiếp làm người này con đã nếm trải hết rồi, thì còn gì có thể làm khó con được mẹ ơi. Nhưng con biết, mẹ vẫn không thể yên tâm. Không ai hiểu mẹ bằng con và hơn cả tấm lòng của mẹ. Con có thể bỏ rơi cha mẹ, nhưng cha mẹ không bao giờ có thể bỏ con. Đối với mẹ, con lúc nào cũng là con chút chít. Mẹ hay nói với con như vậy: cho con xin khóc mẹ đêm nay cho đủ 49 ngày.